khảo sát thực địa công trình thủy lợi Gia Thun, giao ban công tác tuyên giáo quý 2 năm 2023, tập huấn công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, báo Gia Lai gặp mặt cộng tác viên năm 2023, Gia lai diễn tập khu vực phòng thủ huyện đạt loại tốt, bế mặt chương trình học kỳ trong quân đội. Xin kính chào quý vị. Quý vị đang xem bản tin 24 giờ của báo Gia Lai điện tử ngày 17 tháng 6 năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 6, đoàn công tác do ông Dương Ma Tiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn, đã có chuyến khảo sát thực địa công trình thủy lợi Gia Thun, xã Gia Thun, huyện Gia Pa. Tham dự có lãnh đạo Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lãnh đạo các sở ngành liên quan và lãnh đạo hai huyện Yapa, Kromba. Quy mô đầu tư các hạng mục chính gồm hồ chứa có dung tích khoảng 83 triệu mét khối nước và hệ thống lấy nước, dẫn nước, đập ngăn sông, tràn xả lũ, cống lấy nước, đường dẫn nước, hệ thống kênh tưới và các công trình phụ trợ trên địa bàn hai huyện Yapa và Kromba. Công trình thuộc nhóm A có mức đầu tư dự kiến khoảng 4.024 tỷ đồng từ nguồn vốn trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý từ năm 2020 đến năm 2023, chuẩn bị dự án và từ năm 2024 đến năm 2028 sẽ triển khai thực hiện. Trong đó, giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn dự kiến khoảng 1.721 tỷ đồng, số vốn còn lại bố trí trong giai đoạn 2026-2030. Hồ Thủy Lợi Gia Thun hoàn thành sẽ cấp nước tự chảy 8.600 ha đất canh tác tại 4 xã Gia Thun, Gia Chư Mố và Chư Cơ Tâm, huyện Gia Pa và 2 xã Gia Rai Sai, Chư Cơ Tâm, huyện Krong Ba tạo nguồn cấp nước sinh hoạt khoảng 28.500 hộ trong vùng dự án và nguồn nước phục vụ phát triển chăn nuôi. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 16 tháng 6 tại phòng họp trực tuyến hội trường 2 tháng 9 thành phố Pleiku, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý 2, triển khai nhiệm vụ quý 3 năm 2023. Kết luận hội nghị, Phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo tỉnh ủy Đỗ Tiến Đông ghi nhận những khó khăn vướng mắt của cơ sở và cho biết sẽ có hướng tham mưu giải quyết, đồng thời đề nghị thời gian tới, ngành tuyên giáo cần nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân liên quan đến những vụ việc có diễn biến phức tạp xảy ra gần đây, như vụ gây mất an ninh trật tự ở Đắk Lắk, từ đó chủ động kịp thời tham mưu tuyên truyền hiệu quả. Phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo tỉnh ủy cũng đôn đốc việc tham gia hai cuộc thi viết nêu trên căn cứ chức năng nhiệm vụ tình hình thực tế của ngành, địa phương, đơn vị để chủ động hoàn thành tốt kế hoạch đề ra. Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 6, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn về công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 lần thứ hai. Tham gia hội nghị có 240 đại biểu là trưởng phó và thư ký các điểm thi trên địa bàn tỉnh. Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được hướng dẫn nghiệp vụ về quy chế và nghiệp vụ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, hướng dẫn về những điểm mới, những điểm cần lưu ý trong công tác tổ chức thi năm 2023, hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh an toàn kỳ thi, tập huấn về công tác đăng ký tuyển sinh đại học cao đẳng, ngành giáo dục mầm non, giáo dục nghề nghiệp năm 2023, tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi năm nay, Sở Giáo dục Đào tạo đã chỉ đạo các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tăng cường công tác ôn tập cho học sinh lớp 12. Buổi tập huấn giúp các đơn vị nắm vững quy chế, thống nhất các giải pháp và nhiệm vụ để triển khai tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đúng quy định, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, khách quan, tiết kiệm, hiệu quả và thành công. Chiều ngày 16 tháng 6 tại thành phố Pleiku, báo Gia Lai tổ chức hội nghị công tác viên năm 2023 với sự tham gia của gần 70 cộng tác viên đến từ các cơ quan báo chí, các cơ quan ban ngành tỉnh, trung tâm văn hóa thông tin và thể thao các huyện, thị xã thành phố, đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng biên tập báo Gia Lai Huỳnh Kiên trân trọng cảm ơn đội ngũ cộng tác viên đã đến tham dự hội nghị đầy đủ, cũng như tích cực gửi tin bài cho đơn vị trong thời gian qua. Đội ngũ cộng tác viên không ngừng tăng lên về số lượng cũng như chất lượng, chính là sự ghi nhận gắn bó tình cảm của mọi người dành cho báo Gia Lai tổng biên tập huỳnh kiên cũng ghi nhận cảm ơn những ý kiến đóng góp hết sức chân tình thẳng thắn của các cộng tác viên đồng thời cho biết sau hội nghị này ban biên tập báo gia lai sẽ tổ chức đánh giá lại những mặt tích cực cũng như hạn chế thiếu sót phân tích nguyên nhân đề ra các giải pháp khắc phục báo gia lai cố gắng sẽ ngày càng phong phú hơn về nội dung hấp dẫn hơn về hình thức đáp ứng sát hơn đầy đủ hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhu cầu thông tin giải trí của bạn đọc Dịp này, Tổng biên tập Báo Gia Lai cũng tặng giấy khen cho 10 cộng tác viên tích cực trong năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 6, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Gia Lai và huyện Gia Rai tổ chức bế mạc nhận xét đánh giá kết quả diễn tập khu vực phòng thủ huyện Gia Rai năm 2023. Diễn tập phòng thủ huyện Gia Rai năm 2023 diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 6, được chia làm 3 giai đoạn, bao gồm chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ trong quá trình diễn tập đảm bảo an toàn về người và vũ khí trang bị. Ban diễn tập tỉnh đánh giá công tác tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Gia Rai năm 2023 đạt loại tốt. Đối với diễn tập khung, xã Gia O được xếp loại khá. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 16 tháng 6 tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi, tỉnh Gia Lai, tỉnh đoàn phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bế mạc chương trình học kỳ trong quân đội năm 2023 với chủ đề Tôi là chiến sĩ. Tại lễ bế mạc, các đại biểu phụ huynh đã được xem các chiến sĩ nhí thể hiện tài năng ca hát, biểu diễn những động tác võ tay không, xem hoạt cảnh học kỳ trong quân đội. Đồng thời, các đại biểu phụ huynh và các chiến sĩ nhí được xem lại video clip về chặng đường tham gia chương trình học kỳ trong quân đội do ban tổ chức thực hiện. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao phần thưởng cho 10 chiến sĩ nhí vì đã đạt thành tích tốt trong rèn luyện và sinh hoạt. 123 chiến sĩ nhí cũng được ban tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học kỳ trong quân đội năm 2023. Đến đây chúng tôi xin kết thúc bản tin 24 giờ của báo Gia Lai điện tử ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.